Xúc xích xào kim chi, món ăn đơn giản dễ làm mà rất là hao cơm, trẻ con thì rất là thích. Nguyên liệu thì vô cùng đơn giản, gồm xúc xích, tỏi băm và kim chi. Xúc xích thì thái chéo miếng vừa ăn. Cho tỏi vào phi thơm. Sau đó cho xúc xích và kim chi vào xào. Xào xúc xích để cho xúc xích hơi xém cạnh một chút thì sẽ cho kim chi vào xào. Vì xúc xích và kim chi thì đã có độ mặn vừa phải rồi nên là khi mà xào thì không cần thêm gia vị. Đảo đều. Cái vị cay cay của kim chi và cái vị hơi mặn của xúc xích cực kỳ là hợp và ăn rất là đưa cơm luôn. Các bé nhà mình thì rất là thích cái món này. Hôm nay thì chỉ có hai mẹ con ở nhà thôi nên là mình làm một cái xúc xích và một chút kim chi thôi. Mọi người nếu mình nào có đông người thì bạn có thể làm nhiều hơn. Và đây là thành phẩm. Ăn chưa nè. Nếu mà các bạn thấy video có ích thì đừng ngần ngại follow kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.